Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm các tỉnh Nam Trung Lào, chiều qua ngày 7 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm trường Trung học phổ thông hữu nghị Việt Lào, trung tâm tiếng Việt và khu kinh tế Savan Seno tỉnh Savannakhet. Đến thăm trường Hữu nghị Việt Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn ngôi trường khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, qua đó đào tạo tiếng Việt cho nhân dân Lào, cộng đồng người Việt Nam, quảng bá tiếng Việt, qua đó để con em các dân tộc Lào nói chung, tỉnh Savannakhet nói riêng, có cơ hội đến Đà Nẵng học tập sinh sống. Tại buổi thăm, lãnh đạo thành phố đã tặng trường Hữu nghị Việt Lào 4,8 tỷ đồng để xây dựng khu nhà đa năng, tặng 3 máy tính sách tay và 10 máy tính bảng thăm trung tâm tiếng Việt tại tỉnh Savannakhet, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng trước những kết quả hoạt động của trung tâm, đồng thời mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực dạy tiếng Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với người dân lào, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của con người Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng với đất nước bạn lào. dịp này thành phố Đà Nẵng cũng đã tặng trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet mười máy tính bảng và hai máy tính sách tay. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm khu kinh tế Savanseno, tỉnh Savanakhet, Lào.